đây là một cách, một cái mà các chuyên gia nước vàng nước bạc mà họ đã biết được là làm YouTube không phải là làm SEO nha mọi người nhé, làm YouTube không phải là làm SEO. Mà đây này, chúng ta chú ý này, đây là một cái điều bí mật cho mình nói lại là gì ạ? Đây là một cái điều bí mật mà không phải ai cũng biết cái điều này. Khi mà chúng ta tập trung vào SEO ấy, thì nếu mà chúng ta tập trung SEO tốt, làm tốt nhất ấy, làm tốt nhất ở cái mức độ SEO có thể, thì giúp kênh của chúng ta phát triển 18% thôi. Tuy nhiên thì còn 82% còn lại nó đang nằm ở đâu? Nó đang nằm ở đâu? Nó có phải là SEO hay không? Mà làm YouTube có phải là làm SEO hay không? Các anh chị có thấy rằng mình chưa bao giờ mình biết điều đấy không? Các anh chị nào đã từng từng làm SEO rồi và không thành công không? Và mình khẳng định lại một điều là gì ạ? Làm YouTube không phải là làm SEO nhá. Có một bạn vừa nãy có bảo đó, và có thể là những bạn làm rồi là gì? Làm YouTube không phải là làm SEO. Và nếu mà anh chị làm SEO ví dụ như là tốt tốt nhất ở luôn ở top 1, ví dụ mình thì mình luôn ở top 1 chẳng hạn, nhưng mà cái kênh ấy nó chỉ giúp cho chúng ta phát triển 18% thôi, thế thì làm sao để chúng ta bung lên, chúng ta bung hơn? Mới 18% thì chưa ăn thua, nhưng mà 18% cách phát triển tức là ở đây nó là tốt nhất, nó là tốt nhất rồi, tức là nó mới được phát triển, giúp kênh mình phát triển 18%. Lẽ ra thì kênh của chúng ta phát triển nhiều lần hơn khi các bạn chỉ tập trung SEO. Các anh chị có thấy là đây là một cái kiến thức mà các bạn chưa hề biết đâu, các bạn chưa hề biết điều này không?